Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Clickbuy. 6 sự thật về pin smartphone hiện đại bạn cần phải biết. Các chuyên gia về pin đã giải đáp những bí ẩn và thắc mắc của nhiều người dùng smartphone hiện nay. Và với những chiếc điện thoại cao cấp ngày nay như là Samsung Galaxy S20 Ultra hoặc là iPhone 11 Pro của Apple hay là smartphone của Huawei, Google, OnePlus đều đã có nhiều thay đổi về công nghệ pin so với ngày xưa. Chúng ta có những viên pin lớn hơn, sạc không dây, công nghệ sạc nhanh hay thậm chí sạc không dây tương thích ngược lại giữa hai thiết bị. Để có thể làm rõ những bí ẩn về pin smartphone hiện nay, ví dụ như là sạc nhanh làm ảnh hưởng đến pin như thế nào hay là sạc pin như thế nào mới đúng cách, thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, đó là về pin của smartphone sẽ không thay đổi nhiều, ít nhất là trong tương lai gần. Tất cả các smartphone và các thiết bị di động đều sử dụng pin lithium-ion có thể sạc nhiều lần. Nó rất khó để có thể cải tiến công nghệ pin đi xa hơn với kích thước thu nhỏ mà thời lượng sử dụng lại dài ra. Công nghệ pin đã không thay đổi nhiều trong vài thập kỷ trở lại đây. Những gì được cải tiến là phần mềm tiết kiệm pin. Trên thực tế thì bạn đang dùng pin một cách rẻ sẻn thay vì có thể thực sự dùng pin một cách thoải mái. Những công nghệ pin trên ô tô, vệ tinh hay là hệ thống điện trong nhà thường đi xa hơn 2 đến 3 năm so với pin của smartphone. Trên thực tế thì kích thước là một rào cản lớn đối với pin của smartphone. Ví dụ như là pin của Tesla Model 3 có dung lượng lớn gấp 4.000 lần so với iPhone 11 Pro Max. Kích thước rất quan trọng vì pin càng lớn thì càng tích hợp được nhiều công nghệ hoặc là tính năng. Ví dụ như là khi sạc pin, điện áp tăng lên khiến pin phải chịu áp lực lớn, đặc biệt là trong 20% cuối cùng. Để tránh điều này thì các nhà sản xuất ô tô điện có thể sạc pin chỉ đến 80% do dung lượng pin rất là lớn. Nó cho phép chiếc xe vẫn có thể chạy tốt mà không bị ảnh hưởng nhiều. Nhờ đó có thể tăng gần gấp đôi tuổi thọ của pin. Tuy nhiên thì trên smartphone thì việc chỉ sạc đến 80% sẽ làm giảm đáng kể thời lượng sử dụng pin. Bạn có thể sử dụng thoải mái cả ngày nếu như pin đầy 100%, nhưng nếu chỉ sạc 80% thì bạn có thể hết pin trước khi kịp về đến nhà. Thứ hai, đó là sạc nhanh không làm hỏng pin. Một bộ sạc thông thường của smartphone có công suất khoảng 5 đến 10W, còn bộ sạc nhanh thì có công suất cao gấp 8 lần. iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max đi kèm bộ sạc 18W, còn Galaxy Note 10 và Note 10 Plus thì đi kèm bộ sạc 25W, trong khi Samsung cũng sẽ bán ra một bộ sạc nhanh 45W. Sạc nhanh thì được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu thì khi sử dụng pin đã gần hết, tốc độ sạc tăng đáng kể. Bạn có thể sạc đầy 50-70% đầu tiên chỉ trong 10-15 hoặc 30 phút. Đó là vì trong giai đoạn này, pin có thể sạc với điện áp cao mà không làm ảnh hưởng tới tuổi thọ. Giai đoạn 2 là giai đoạn khoảng 20-30% pin cuối. Trong giai đoạn này thì các nhà sản xuất phải giảm mức điện áp và điều chỉnh một cách cẩn thận, nếu không thì quá trình sạc nhanh có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Vì thế, sạc 20-30% pin cuối cùng có thể mất khoảng thời gian tương đương với 70-80% pin đầu tiên, thậm chí có thể mất tới hơn 10 phút để sạc đầy một vài phần trăm pin cuối cùng. Thứ ba, đó là sạc pin qua đêm. Sạc quá lâu không làm hỏng pin, có rất nhiều người lo lắng rằng việc cắm sạc quá lâu ngay cả khi pin đã đầy hay là sạc pin qua đêm sẽ làm chai pin, giảm tuổi thọ của pin. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia, hệ thống quản lý pin trên smartphone được thiết kế ngắt nguồn điện sạc sau khi pin đạt 100%. Tuy nhiên thì như đã nói ở trên thì việc sạc 20% pin cuối cùng có thể khiến cho pin phải chịu áp lực lớn hơn, từ đó làm giảm tuổi thọ. Nếu như bạn thực sự quan tâm tới điều này thì bạn có thể rút sạc khi pin đã đạt 80%. Chúng ta chỉ cần làm rõ rằng việc sạc pin đầy 100% rồi rút sạc luôn và việc sạc pin đầy 100% rồi vẫn để sạc tiếp tục không khác gì nhau. Nếu như bạn có thói quen sạc pin qua đêm, điều đó vẫn là ok. Thứ tư, đó là bạn không nên để dung lượng pin cạn kiệt rồi mới cắm sạc. Trên thực tế thì việc xả hết pin có thể gây ra những phản ứng hóa học, theo thời gian sẽ rút ngắn tuổi thọ của pin. Để tránh trường hợp này xảy ra thì nhiều nhà sản xuất thiết kế hệ thống quản lý để tắt nguồn khi dung lượng pin chạm đến mức gần thấp nhất, chứ chưa phải là mức trống rỗng. Thứ năm, nhiệt độ cao sẽ làm hỏng pin. Nhiệt độ là kẻ thù thực sự đối với mọi loại pin. Nếu như smartphone tiếp xúc với nhiệt độ cao liên tục, tuổi thọ pin sẽ giảm đáng kể. Bạn không thể để smartphone tiếp xúc với ánh mặt trời liên tục hoặc là với bảng điều khiển trên xe hơi hay bất kỳ nguồn điện nào.
nhiệt độ từ 30 độ trở lên là đã có thể gây ảnh hưởng tới pin. Tuy nhiên thì nhiệt độ quá thấp cũng không tốt đối với các linh kiện điện tử và màn hình cảm ứng của smartphone. 6 là củ sạc và dây cáp không đồng bộ, không làm ảnh hưởng đến pin, cả hai phải là hàng chính hãng và có chất lượng tốt. Trừ khi bạn sử dụng củ sạc và dây sạc kém chất lượng thì việc sử dụng củ sạc và dây cáp không đồng bộ sẽ không làm ảnh hưởng đến pin, tuy nhiên tốc độ sạc có thể không nhanh hoặc là không hỗ trợ công nghệ sạc nhanh. Một số nhà sản xuất như là Huawei hoặc là OnePlus thì sử dụng thiết kế sạc độc quyền với một chi tiết mạch điện chịu trách nhiệm sạc nhanh tích hợp trong củ sạc. Để có thể sử dụng tính năng sạc nhanh độc quyền này thì bạn bắt buộc phải sử dụng củ sạc và dây cáp đồng bộ chính hãng. Trong khi các nhà sản xuất khác như là Samsung hay là Apple sử dụng chuẩn công nghiệp cho phép bạn sạc nhanh với bất kỳ bộ sạc nào tương thích. Còn trong trường hợp khác thì bạn vẫn có thể sử dụng củ sạc Samsung kết hợp với dây cáp Xiaomi mà không làm ảnh hưởng gì đến tuổi thọ của pin. Như vậy là trên video vừa rồi mình đã vừa chia sẻ với các bạn sự thật về pin smartphone hiện đại mà bạn cần phải biết. Hy vọng rằng sẽ mang lại cho các bạn nhiều thông tin bổ ích. Nếu như có ý kiến nào đóng góp thì xin mời các bạn hãy cùng comment ở phía dưới để mình cùng biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.